Chiều ngày 17 tháng 8, khu vực cầu Cù Sơn kín người qua lại khi hàng trăm người dân đứng theo dõi đội cứu hộ tìm kiếm cô gái Lương Hải Như, sinh năm 1999, xã Hợp Đồng, huyện Chương Mỹ, mất tích từ ngày 14 tháng 7. Đội cứu hộ công ty trách nhiệm hữu hạn cứu hộ giao thông 116 Thái Bình, tỉnh Thái Bình, do ông Nhâm Quang Văn là đội trưởng, mang theo hai cano cùng hàng chục thành viên từ Thái Bình đến cầu Cù Sơn tìm kiếm. Ông Văn cho biết, đội dự kiến sẽ tìm kiếm trong 2 ngày, hoàn toàn miễn phí, tìm kiếm trong bán kính 500m ngược về phía thượng nguồn, hạ nguồn của cầu Cù Sơn và sử dụng camera quay dưới nước. Theo chia sẻ từ chị gái của Lương Hải Như, cô gái này rời khỏi phòng trọ ở phố Thái Thịnh, quận Đống Đa vào lúc 20 giờ ngày 14 tháng 7. Đến 21 giờ, gia đình không thể liên lạc được với Như. Khi đi, Hải Như mặc áo màu trắng hoặc sáng màu, chạy xe máy Vision màu đen. Khi mới mất liên lạc với Hải Như, chị gái của cô đã lần theo định vị trên điện thoại để tìm kiếm thì thấy có dấu hiệu bất thường khi địa điểm thay đổi từ xã Tiên Phương, huyện Chương Mỹ sang cầu Cù Sơn, xã Vân Côn, huyện Hoài Đức chỉ trong một đêm. Đến ngày 26 tháng 7, người nhà cô gái nhận được điện thoại báo xe máy và điện thoại của Như đang nằm tại bãi giữ xe ở phố Tú Mở, quận Cầu Giấy. Đến ngày 27 tháng 7, theo yêu cầu từ đơn đề nghị của ba Hải Như, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định truy tìm người mất tích có dấu hiệu liên quan đến tội phạm. Chiều ngày 17 tháng 8, xuất hiện nhiều thông tin cho rằng gia đình Lương Hải Như đã tìm thấy một phần thi thể của nạn nhân. Liên quan đến thông tin trên, chỉ huy công an huyện Hoài Đức cho biết, thông tin trên là sai sự thật. Cơ quan chức năng và gia đình vẫn đang tìm kiếm người mất tích.